Còn cái quyển này nó là to luôn, cái quyển là 30 cm nè. Thì cái quyển này chắc phải 35 35 x 35 cm. Rất là to. Về cái những cái nhà thám hiểm này. Cái quyển này nó sẽ nói nhiều hơn về cái quá trình mà tìm thấy cái lăng mộ, về các nghiên cứu khảo cổ học. Đây là một người rất có công rất lớn trong việc tìm ra khám phá các bí mật của cổ đại Hoa Móng. Này chữ cổ này có hai lớp flat luôn này, tạo sát ướt nè, các bước để làm thành sát ướt nè. Xoay ra thành cái bộ trang sức ở bên trong cái sắc ướp này, và với mỗi cái hình trang sức nó sẽ tượng trưng cho cái nhân vật và cái quyền lực của nhân vật đó. Này giống một bộ phim tài liệu vậy, và cái quyển này như một bộ phim tài liệu rất là to luôn. Có cái phần vương miện ở bên trên này rất là to. Đây là dạng như X-ray là mummy.